Hồi nãy bà nói là con trai bà nhậu nhẹt say sưa rồi về đâu, sao vậy? có nói nặng nhẹ gì bà không? Sao không có khi nó bóc cổ mình nữa. Trời đó. Ừ. Nó làm chi? Xin chào, mình là Bắp đây. Bắp xin chúc tất cả bà cô chú anh chị mình thật là nhiều sức khỏe và vạn sự bình an. Hôm nay Bắp đi lên một cái vùng đất của người đồng bào để khám phá và tìm hiểu cuộc sống của người đồng bào, trao tặng những món quà tình thương của cô chú anh chị gửi đến những người già neo đơn, những người bệnh tật khó khăn. Trên đường đi có một cơn mưa thì Bắp tình cờ gặp được một bà đang đi lang thang trên đường. Thấy dáng vẻ của bà rất là thương, cho nên Bắp ghé lại và hỏi thăm bà. Được biết cuộc sống của bà là bà đi nhặt ve chai đúng không bà? Dạ. Trời ơi, nãy con thấy mưa quá trời mưa luôn mà bà đi lang thang không có áo mưa gì luôn. Trời ơi, nhìn thấy thương lắm cả nhà. Cho nên hồi nãy Bắp chở bà vô cây xăng để núp mưa. Cây xăng này thì chưa có khởi hành đâu cả nhà mình, chưa có làm hoàn thiện đâu cả nhà. Hồi nãy thì Bắp ghé lại, Bắp hỏi thăm bà, bà sợ Bắp bắt cóc bà. Bà hồi nãy bà sợ con bắt cóc bà hả? Bắt cóc lấy nội tạng hả? Không có, không phải bắt cóc, mình già rồi ai bắt cóc mà. Dạ đúng rồi, bà già rồi ai đâu mà thèm bắt cóc. Mình thấy mình ngại. Ngại hả, chứ không phải sợ hả? Không, mình ngại. Thiệt không? Thiệt. Dạ, bà cho con hỏi là nhà bà ở đâu? Ở chỗ huyện Thuận Bắc nè, xã Lợi Hải. Dạ. Là huyện Thuận Bắc đây. Ừ. Xã Lợi Hải hả? Ừ. Dạ. Thôn Văn Đạt. Dạ. Hồi nãy là bà đi trên đường là bà đi về hay là bà đi nhặt ve chai đây? Đi về, đang đi về. Đi về hả? Nhặt lâu chưa? Đi hồ 5 giờ sáng. Trời ơi. Ừ. Đi là 5 giờ sáng mà được bao nhiêu đây? Ừ. Không có. Bán rồi hả? Bán chứ. Dạ. À. Dạ là bà nhặt được nhiều rồi nhưng mà bà bán rồi. Bà chưa đi. Bán để dùng. Đi đâu? 2 ngày mới dùng được một bao đây. Trời đất. Là bà đi nhặt ve chai từ lúc 5 giờ sáng. Ừ. Là bà nhặt được nhiều không? Là không. Được nhiêu đây hay sao? Có nhiêu đây à? Trời đất. Một ngày đi là nửa bao à? Luôn trời là cho cô coi coi. Xem nè. Bà nhặt từ 5 giờ sáng. Bây giờ là bắt cho cả nhà mình xem đồng hồ luôn. Cả nhà mình nhìn xem nè. 12 giờ 9 phút buổi trưa.
Trời ơi, đi lụm từ 5 giờ sáng tới bây giờ, từ lúc mà gà gáy tới bây giờ mà được có nhiêu đây? Rồi nhiêu đây bán được mấy đồng? Đó, một ba cái làm cho trứng nhựa nè nè. Chờ cái này chưa được 2 ngàn nữa cả nhà. 2, 3 ngàn nữa chưa được 2 ngàn nữa. Chưa tới nữa. Thiệt luôn chứ. Mới chưa tới 1 lạng nữa. Dạ. Rồi chắc nhiều không? Cái này cũng là trang bủ không à? Bủ không à, lon đồ không à, không có cái gì. Trời ơi, sao mà thương dữ bà. Bởi bà ăn vậy chứ giờ sao mình già. Mà đó, con chưa biết bà năm nay bao nhiêu tuổi nữa. 30 mấy tuổi rồi, 35 tuổi rồi. Phải 75 không? Ừ, tuổi khỉ. Bà có căn cước không? Có. Dạ, xíu nữa. Ừ. Xíu nữa bà để nhà đúng không? Để nhà. Xíu nữa cho con coi giá căn cước chút xíu nha. Rồi. Coi thử bà có biết chính xác tuổi của mình hay không? Nha. Bà, dạ. Tại vì mình hồi đó là mình không biết cha mẹ mình đâu. Cha mẹ mình mất sớm. Rồi cha mẹ đâu có biết tuổi mình bao nhiêu thì biết chỉ là mình là tuổi khỉ thôi. Biết là mình tuổi con khỉ thôi. Mình sinh là sinh tháng 12. Dạ. Nhưng mà bà có căn cước đúng không? Có. Một xíu nữa bà cho con coi căn cước của bà là con sẽ biết bà bao nhiêu tuổi. Nha. Dạ. Trời ơi, 70 mấy tuổi mà cũng khỏe chứ. Cứ đi lang thang đi bộ vậy hả? Đi bộ không vậy à? Đi là dọc trên đường này lụm mấy cái chai nhựa đấy hả? Đi lụm mấy cái chai nhựa. Trời, nó nhẹ hiu rồi cả nhà, bóp nè mấy cái chai nhựa nè. Đó cả nhà nghe cái tiếng không biết cái chai nhựa nè. Trời ơi, nhiêu đây bán được 10 ngàn chứ mấy. Trời ơi, hết được một bao đây á, là có khi được 30, 35, cả luôn luôn á. Một bao mà cái này chưa được nửa bao mà. Chưa. Thì 10 ngàn chứ mấy, như đây chưa tới 10 ngàn. Chưa tới 10 ngàn nữa, có sao nữa vậy. Rồi, mà cái này nó nhẹ mà, rồi một cái có mấy ngàn à, một cái 4 ngàn à. Dạ đúng rồi, mấy cái chai nhựa này rẻ tiền lắm. Ừ. Mà nó nhẹ nữa. Chứ bởi vì mình đi bậy bạ đồ chứ. Dạ, mà từ lúc sáng á, bà đi, bà đã nhặt về chai á. Rồi bà có ăn gì chưa? Bà có đem cơm gì ăn không? Không. Đi không vậy à? Trời, có thiệt không trời? Nó lá ông chê, nhà nào cũng vậy hết á. Đi vậy à? Rồi mình nhìn đói sao mình chịu cho nổi? Cũng quen rồi. Sao mà quen được cái gì mình cũng phải là cho lót dạ trong bụng mình chút xíu. Sáng bạn ăn cơm nguội không? Không, quen rồi, không có biết đói, biết gì hết á. Đi vậy à? Đi rừng đi núi đồ cũng vậy thôi, mình cũng cực khỏe. Bây giờ thì mình già mình yếu rồi, mình đau hai cái gối này nè. Rồi bây giờ là bà chưa, bà về bà đi ăn cơm rồi hả? Chưa về nhà ăn cơm hả? Nếu mà đi bộ cũng tới 5 giờ chiều á. Trời ơi, bà nói con không tin luôn á trời. Trời ơi, không tin thì hỏi coi có kia á. Mà bà nói bà không ăn cái gì mà sao mà bà chẳng lẽ bà sống bằng không khí? Trời ơi, anh nói lá ông chơi. Nó lấy con á thì bây giờ mình làm con lại á. Đi nhìn về quen á, đi rừng, đi núi đồ cũng vậy á. Hồi giờ, tối bây giờ mình đi về chiều ăn. Một ngày là chỉ là ăn một lần thôi, chiều ăn. Trời về đó. Chiều tối ăn luôn. Con vậy. Thật sự là con không tin luôn á. Con không tin mà một ngày bà chỉ ăn được một bữa chiều thôi. Quen, không biết sáng nữa. Sáng nhịn, chưa nhịn. Ừ. Không quen rồi. Con sao nói vậy? Dạ. Con không phải là con nghĩ là bà nói láo hay nói xạo gì đâu mà con thật sự là con không tin. Con không tin mà bà mà nhịn đói mà cả ngày luôn mà buổi chiều mới ăn được. Ủa, quen rồi. Trời có đó. Khi bây giờ có khi này mình có sao mình nói vậy. Có khi là con mà nó uống rượu nó say á, nó quậy rồi, nó nói cái này nói cái kia nói cái nọ đồ. Có khi mình nhịn luôn cũng có sao nói vậy. Trời ơi. Ủa là bà cho con hỏi con của bà là có mấy người? Có một người, một thằng đó. Có một người hả? Ừ. Thằng trai á. Thằng trai mà có vợ có chồng gì chưa? Nó có vợ, có gia đình mà, chưa? Nó dắt vợ về nhà. Dạ. Nó dắt vợ về nhà rồi. Bởi vì mình mới nói là mình ở với con dâu đồ á. Dạ. Ừ. Rồi con dâu có lo cho mẹ chồng không? Thì dâu hai vợ chồng nó đi chăn cù. Đi chăn cù, đi ở mướn á. À, đi ở mướn là lâu lâu mới về nhà hả? Có, ở nhà cho chiều về. À, sáng dạ, dạ. Dạ. Yeah. Dạ. Ừ. Mà con cái của bà có lo cho bà, có chăm sóc cho bà không? Sao con nhìn cái cảnh này là con biết chắc là con cái không có lo cho bà rồi. Chứ bà khổ, bà mới đi kiếm ăn đây nè.
Nếu mà con cái mà lo cho bà thì bà ở nhà bà đâu có đi cực khổ vậy đúng không bà? Thì mình con suy đoán ra được. Đúng không? Mà con cái bà có lo cho bà được chức đỉnh nào không? Không. Có không á. Không luôn. Chứ không lo cho mẹ gạo thóc rồi cá mắm này kia rồi. Ăn chung đó hả? À, ăn chung. Ừ, vẫn ăn chung. Ừ, nó nói thì mình ăn. Dạ. Rồi con trai của bà, hồi nãy bà nói là con trai bà nhậu nhẹt say sưa rồi về đâu, sao? Vậy có nói rồi. Có nói nặng nhẹ gì bà không? Sao luôn có khi nó bóp cổ mình nữa. Trời đó. Ừ. Nó lắm chơi. Có khi nó bóp cổ mình, có khi nó xô mình. Nó xô mình là mình té ngã xuống luôn á, chứ không phải mình nói không mà nói con ấy. Sao mà bất hiếu với bà? Thì đó bởi vì hãy nó uống rượu say là mình nói không có được rồi, nói nó không có biết nghe rồi, nó buồn nó muốn khóc lại, có khi mình buồn quá mình khóc mình à, có khi mình buồn quá có sao nói vậy, mà điều mình nghĩ qua nghĩ là sao rồi nó thì bây giờ mình cố ráng chịu khó chịu cực để con cái nó làm sao làm để sau này nó con cái làm vậy rồi nó làm ăn sao, còn nó con nuôi nó đàng hoàng không vậy thôi, chứ có khi mình buồn mình khóc mình không à, khóc rồi có khi mình nó uống rượu nó giận quá chứ có gì buồn vậy à. Chẳng lẽ hồi đó là mình nếu mà mình không nuôi nó là mình bóp cổ nó chết cho rồi để sống chi. Ừ, tưởng là con mà biết nuôi mình rồi, rốt cuộc nó biết nuôi mình không, ăn uống đồ nó cũng nói thì mình già cỡ này rồi mình làm ra tiền, dạ. Thấy đưa bày bàn vậy cái à, dạ, làm ra tiền lớn, dạ. Như chồng cỡ là 20-30 là đủ thuốc men đồ hút rồi cá mắm đồ ăn đồ thân, dạ. Chứ không có tiền dư đâu, mình làm gì mình giúp cho con. Dạ. Nghĩ ra thử quá. Vậy là ăn cơm chung với con bà. Ừ. Là con bà nói nặng nói này nói kia nói nọ. Nói thì mình ăn bấm con cái đồ rồi ăn bấm dạ. Con cháu đồ này kia nọ đồ nói ghê lắm. Mình có khi mình nghĩ mình buồn ghê lắm mình không biết sao nữa. Trời. Cái khi mình buồn nhà, là mình nghe bà tâm sự chưa? Nghe muốn rớt nước mắt luôn cả nhà. Khi con cái vậy đó. Mình nhìn luôn. Có khi mình có ăn mà có sao nữa vậy. Dạ. Con nó làm ghê lắm. Chứ mình có ai chứ như đâu của mình đâu có chị em đâu. Con cha mẹ mình là mất sớm, hồi mình còn nhỏ, không có biết mặt mũi mẹ mình là sao nó, có sao nó vậy. Rút cuộc mình đĩa ra là con đứa con của con. Dạ. Con mẹ nói chuyện, con bám đồ này kia, nó khiến mình buồn vô lắm. Buồn mà có khi mình muốn chết không à, chứ dạ. Biết sao nữa. Thôi bà đừng có nghĩ gì nữa. Chứ sao bây giờ mà. Số phận mình nó vậy rồi, bà đừng có nghĩ quẩn nha, đừng tầm bậy nha. Tại trời ơi, bà tâm sự bà buồn mà bà ứ lệ luôn cả nhà, thương ghê luôn chưa. Có khi con làm quá mình nghĩ mình buồn chứ sao nữa. Dạ. Chẳng thà cũng có ai hỏi có là mình nghĩ mình buồn có sao gì. Dạ. Bà ơi bà đừng có buồn nữa nha. Dạ. Ông trời ông có mắt hết. Nha. Cái tội bất hiếu là tội nặng lắm đó nha bà nha. Thì con bà đối xử với bà như thế nào thì trời biết, đất biết hết á. Mình cứ sống mà có khi nó nói thì già rồi mà sống dài quá, không có chết đâu. Trời ơi, con mà nói vậy hả? Con nói vậy nữa. Chết đi, đó là chết sớm á. Đó, nói vậy. Có con ai mà nói vậy? Con nói ca thiên hạ ở trong làng mà không có ai mà nói với con mình mà. Con có mình đĩa ra con này thôi, thằng này thôi, nó mới nói mình. Bà khóc luôn đó nha. Thì mình buồn lắm, chứ có sao nói gì á. Cả nhà mình ơi, trên cuộc đời này có rất nhiều hoàn cảnh éo le, nghiệt ngã lắm cả nhà mình. Trời ơi, mẹ ruột của mình mà đành lòng
hất hủi đúng bà? Con cái bà có hất hủi bà không? Có chị. Nói cái câu đó ra là coi như là không còn gì mà nó gọi là tình mẹ con nữa cả nhà mình. Thì đó, bởi vậy mới nói mình điều mình không có biết đi đâu nữa, có khi nó đuổi mình đi nữa, có sao nữa nhỉ? Nó đuổi mình đi nữa, chứ không phải mà nó không không mình nó em mỗi lần nó uống rượu say là nó đuổi mình đi nữa. Con trai của bà là năm nay bao nhiêu tuổi? 45 tuổi. 45 tuổi, lớn hơn bắp rất là nhiều, lớn hơn gần cả con giáp đó cả nhà. Rồi con dâu của bác có đối xử tốt với bác không? Không, con dâu hiền lắm, hiền khô. Hiền khô có khi hả? Có khi mà nó quánh vợ, quánh đập vợ nữa. Trời ơi, vậy là anh kia anh gia trưởng quá rồi. Thì đó, có khi vậy nữa. Bây giờ là hiện tại ở nhà bà đóng cửa đi nhặt ve chai hay là có ai ở nhà không? Là có anh chàng đó ở nhà không? Không, đi cho cô. Dạ, chiều mới về. Chiều mới về. Là bà có một đứa con trai duy nhất thôi. Ông bây giờ ông còn không? Ông chết rồi. Ông mất lâu chưa? Mất lâu rồi. Dạ. Mất thằng này mới biết đi đồng trận à. Dạ. Ngày nào mình cũng phải đi bộ lặn lội, đi bộ đi xa vậy. Để nhặt đi xa để nhặt có từng cái chai bán kiếm tiền mua gạo mình nuôi bản thân mình. Bây giờ bà là bà không muốn ăn bám con cái nữa, bị con cái hất hủi nó nặng nó nhẹ quá chịu không được. Có khi mình đi vậy hả? Nó nói thì mình có tiền mình không có cho nó. Mình đâu có tiền, có khi mua rượu cho nó, mua thuốc cho nó hốt. Trời ơi, bà già rồi mà làm gì ra tiền, đáng lẽ con cái phải cho bà chứ. Thì đó, có sao nó vậy. Đi là phải mua rượu cho nó 5 ngàn, mua gói thuốc. Có sao nó vậy. Con là... Như là mình già rồi mình nuôi kiếm tiền, mua thuốc, mua rượu cho nó uống. Con là con nghe bà kể con trai của bà là con thấy thua, con thấy thất vọng quá. Thì đó. Anh thấy buồn thay cho bà luôn á. Bây giờ nè, bà chưa có ăn uống gì đúng không? Dạ. Dạ. Bây giờ là con sẽ chở bà đi về nhà bà nha. Dạ. Nha, cho bà đỡ mệt. Với lại con sẽ chở bà ghé một cái tiệm tạp hóa nào đó là con mua thức ăn. Con giúp bà một ít thức ăn nha. À, kệnh á. Thức ăn như gạo nè, mắm muối rồi mì tôm này kia rồi vậy đó. Rồi khỏi đúng không? Dạ. Khỏi cái này là tình thương của cô chú anh chị phương xa hỗ trợ cho những người già, bà đừng có ngại nha. Bà nhận món quà là cô chú rất là vui nha, bà nhận món quà cho cô chú vui nha. Bà đừng có ngại gì hết nha bà nha. Dạ. Trước tiên thì con với bà sẽ tìm một cái quán ăn. Con mời bà một bữa cơm nha. Rồi sau đó bà cháu mình đi vô tiệm tạp hóa mua đồ xong chạy thẳng về nhà bà luôn nha. Khỏi ăn cho con thăm nhà bà chút xíu. Khỏi ăn ấy, khỏi ăn uống ấy. Về nhà uống ăn luôn ăn không luôn. Hôm nay con mời bà nha. Bà ăn cho con vui vui nha. Nha, con nhìn bà con thương quá. Thôi bây giờ bà cháu mình đi nha. Nha. Dạ, bà đừng có sợ con gì hết á, con có bắt cóc đâu. Bắt cóc về mình lớn tuổi rồi, hằng nghệ chứ. Bắt cóc đi đâu vậy? Bắt cóc đi đâu vậy? Bán ở đâu? Bán nước ngoài cho đâu? Cho nước ngoài cho quăng xuống biển có. Quăng xuống biển. Mình già rồi, có sao nói vậy? Mình già. Dạ, thôi bây giờ lấy cái này treo trên xe con nha. Có cầm vậy, nhẹ cầm. Mà nhẹ nhưng mà nó cầm trên đó bà. Hết nước nè, bỏ nước túi. Thương chưa? 75 tuổi hả? Ừ, 75 tuổi khỉ. Dạ. Từ lúc mà gà gáy, bây giờ trưa rồi, gà leo lên cây gà ngủ luôn rồi, bà vẫn chưa ăn uống gì luôn. Thương quá. Thôi bây giờ bà cháu mình đi nha. Dạ. Công an cả nhà mình ơi. Công an cho nên... chờ công an chạy ngang qua đó rồi bắt mới đi được, tại vì đi ngược chiều là họ lụm mình liền. Giờ thì hai bà cháu đang bật xi nhan cả nhà, xi nhan xịt đường chút xíu tại vì chỗ kia có một cái chỗ qua đường á,
cả nhà thấy bắp đi ngược chiều một chút xíu thì cả nhà đừng có la bắp nha cả nhà mình. Nó có một đoạn đường ngắn thôi cả nhà. Nếu mà người ta từ cây xăng người ta đổ xăng á thì người ta cũng đi một ngược chiều một đoạn vậy nè. Đó. Mình xin đường chút xíu. Rồi mình qua từ từ quan sát khoảng họ. Bà ngồi im nha, yên tâm. Con chở bà đi đến nơi về đến chốn nha. Bà đang ngồi sau này cả nhà mình. Khu vực này thì bắp cũng không biết là có cái quán ăn nào nữa. Đúng là nhiều người già người ta có cái số phận hẩm hiu lắm cả nhà mình, rất là thương luôn. Tâm sự mà bà muốn khóc luôn cả nhà mình. Hồi nãy bắp chỉ nói nhẹ chừng mấy câu thôi là bà khóc luôn á, bà buồn mà khóc luôn á, nhưng mà bắp không có dám nói, sợ tội bà. Ở đây không, ở đây có cái quán ăn nào không bà? Không hả? Ê, con thấy bên đây có bán cơm này. Dạ con chào ba. Tới quán rồi cả nhà. Ê, từ từ ba, từ từ. Rồi, xuống. Rồi bà đi vô, bà đừng có ngại đưa con. Bỏ cái người xuống đây. Bà đừng có ngại gì hết á. Rồi bỏ cái người đi luôn. Rồi, bà đi vô quán. Thương dở một cái chai nước đó theo hả bà? Thôi được rồi, để đó, kệ đó, rồi đi vô ăn cái tính sau nha. Rồi đi vô bà đi. Bà ngại, bà cứ vô đi, bà vô ngồi đây nè. Rồi ngồi đây nè. Có cơm này bà ơi, bà ăn đi, bà đừng có ngại, bà cứ ăn tự nhiên thôi nha. Trời ơi bà ngại sao cái nhà mình. Nè để con lấy muỗng nha. Ăn đi, coi như người trong nhà. Dạ coi như người trong nhà đúng rồi đó. Nè bà ăn đi, nè. Trời ơi nhìn bà thương quá. Ăn đi. Ăn mà không thích đuối. Sao ăn? Bà ráng ăn chút xíu đi, ăn tại sao vì mệt. Sao thấy gì? Không có đuối. Ông thấy đói có nghĩa là bà mệt á, mệt không muốn ăn á. Không biết ăn cơm trưa, ở nhà cũng vậy, có sao nữa vậy. Nãy bà nói là đi nhìn đói buổi sáng, rồi nhìn đói buổi trưa, chiều về nhà mới ăn. Chiều tối đồ cũng vậy, ăn ít. Vậy thôi bỏ vô hộp cho bà ăn nha. Ăn đi bà ăn đi, ăn miếng đi. Ăn xong đây rồi đi về, bà nó ăn không được. Dạ. Giờ sao? Bà ăn đi bà. Chắc bà ngại chứ. Không có phải ngại. Ở nhà con chị ít ăn lắm. Ở nhà con vậy, ngày ăn bữa chiều. Rồi buổi sáng, buổi trưa nhịn. Ở nhà con vậy. Bà nói bà quen rồi. Bà cắt da phải không? Hả? Đâu? Bà râu đây nè. Chỗ quầy sâu, chỗ trung tâm đây nè. Thôi bây giờ con bỏ vô hộp cho bà đem về nhà ăn nha. Ở gần trang trong
Sao bà không sao không ăn? Ngại hả? Không phải ngại. Cánh chưa nắng quá, nuốt con nữa. Thôi bây giờ con bỏ vô hộp đem về nhà cho bà ăn nha, cho tự nhiên nha. Nha. Con ăn ơi. Con ăn rồi. Không mấy bà uống nước đi rồi con kêu bà trong kia bỏ vô hộp cho bà đem về nha. Bà ngại cả nhà mình. Đã tới tiệm tạp hóa rồi cả nhà mình. Bắp sẽ đưa bà vô mua một số thức ăn cho bà nha. Rồi, bà ơi. Bà cứ ngại ngại sao á. Bà đừng có ngại, bà đi theo con đi. Đây, bà vô đây. Ơi, xe. Đi vô nha. Rồi, bà đi vô đây. Bỏ dép ra ngoài. Rồi. Bà cần cái gì nhất, bà cần cái gì bà cứ lấy đi. Vô đây, bà cứ vô đây. Trời ơi, khổ thiệt. Bà cứ ngại không à. Bà đây con mua tặng bà mà. 25.000 bên kia à. Bây giờ lấy mắm muối trước kìa. Chị gái ơi, em lấy ít đồ cho chị gái. Ủa mắm muối để đâu vậy? Dạ. Bà đi vô đây bà. Vô đây. Gặp bà giữa đường rồi về đi luôn hả? Dạ đúng rồi, nhìn bà thấy đi lang thang nhặt ve chai ngoài đường á. Thấy tội quá. Rồi. Bà ngồi đây đi. Dầu mắm đường bột ngọt của em. Dạ đúng rồi. Lấy muối nữa. Xà bông giặt đồ nè. Lấy cho em một lóc chao đi chị. Dạ. Lóc chao cá hộp đi. Bà có thường xuyên gội đầu không? Có. Dạ? Có. Có hả? Bây giờ con mua xà bông gội đầu cho bà nha. Đúng rồi, mình phải gội đầu sạch sẽ. Sức khỏe mình tốt mình mới sống lâu được. Lóc luôn hả em, vừa ngủ luôn hả? Dạ, lấy lóc luôn đi. Dạ, vô gội ơn trước á. Dạ. Lấy dây cũng được, lấy dây cho tiện lấy cũng được. Lấy dây thôi. Dạ. Lấy dây cho bà gội nha. Dạ. Phương Hiền dây, lấy mấy dây nha? Lấy em 5 dây đi. Rồi, bà thích ăn mì tôm không? Ừ. Thích ăn mì tôm lắm. Thích ăn mì tôm lắm hả? Rồi ok luôn. Bà ăn mì tôm chua cay được không? Ăn cay được không á? Không ăn cay hả? Lấy cái mì nào mà không cay á chị. Lấy thùng ấy. Đây, xà bông rửa chén nữa. Lấy cho bà rửa chén. Không rửa chén nha. Bà có thích uống sữa không? Không. Không hả? Bà thích ăn bánh không? Bánh cũng ăn bao nhiêu. Không ăn bao nhiêu hả? Mà bà thích ăn bánh gì bà lấy đi. Ừ? Bà thích ăn bánh gì không? Không, khỏi già rồi ăn bánh gì. Dạ. Lấy cho em 10 kg gạo đi. Lấy gạo ngon xíu nha. Dạ. Nước mắm, dầu ăn, bột ngọt. Lấy đổi lại bịch bột ngọt lớn lớn á chị. Hả? Đổi em bịch bột ngọt lớn lớn á cho bà ăn được lâu. Em lấy giùm chị, đổi lại giùm chị đi. Dạ. Đã mua xong một ít thức ăn cho bà rồi cả nhà mình. Chị gái đang tính tiền nè. Này chừng mấy chục ngàn nha mấy hả chị ha. Cười. Trời muốn sắp mưa rồi cả nhà mình. Sắp mưa lại rồi. Rồi tranh thủ hai bà cháu đi về nhà.
Từ cái đoạn đường mà chỗ nãy quán ăn á, mà đi ra tiệm tạp hóa này cũng rất là xa cả nhà mình, đâu phải mấy cây số á. Rồi từ đây mà giờ nhà bà còn xa nữa không? À, chút xíu rồi. Mua tòa bà lè. Tòa bà lè. Chị vô lên thì ra này cả. Chỗ trạm Phú Mỹ không? Chỗ đó đúng rồi. Trời biết tiếng luôn hả? Em ở đây hồi nhỏ giờ mà. Vậy hả? Sinh ở đây luôn. Là chị là sống người tiếp xúc với người ở đây luôn. À, chị là người Kinh đúng không? Mà sống tiếp xúc với người đồng bào, biết viết biết tiếng luôn. Biết rành không? Nói nghe nói được hết á. Vậy hả? Ủa chị thấy bà này quen không? Có. Ngày nào cũng thấy, ngày nào bà cũng đi lụm nhôm nhựa rồi bà đi lụm phân bò. Vậy hả? Đi xa lắm, đi tuốt trong bà sạn mùa diêm rồi luôn á. Vậy luôn á hả? Đi lụm theo dọc đường nhôm nhựa, lon xe nó uống rồi nó quất theo đường rồi đó. Dạ. Rồi có khi thì thấy bà mang phân bò. Dạ. Phân bò người ta đi chăn á. Vậy là chị gái này thường xuyên là thấy bà đi ngang qua cái tuyến đường này đúng không chị? Ờ đúng rồi. Trời ơi thương quá. Nãy đi. Em thấy xa lắm kìa, đi cách đây phải cái chục cây nữa. Thấy bà đi và lội bộ, bà đi nhặt mấy cái ve chai này mà trời mưa, trời đang mưa nữa, thấy thương lắm. Giờ con cái hóc củi nữa mà. Nãy bà tâm sự á. Thì con già con cái nó không lo thì mới làm chứ. Dạ. Không có con thôi chứ, con cái mà nó chăm sóc rồi chứ. Đâu rồi có. Tính tiền xong chưa chị? Xong rồi em. Rồi, bao nhiêu? Tổng thiệt hại nhiêu ạ? 901.000. 901.000 cả nhà mình. Rồi, bây giờ giúp em bỏ mấy cái này vô nha. Dạ rồi. Chị vô đóng bì chứ. Rồi, tính đúng nha. Đó. Để em còn thiếu là em viết đơn lên em kiện thôi. Đây bán miếng mà, bán. Dạ. Người có mua miếng trà. Rồi em cảm ơn chị nha. Rồi để em tính tiền cho chị luôn. À, đồ đạc đã móc lên xe hết rồi cả nhà mình. Đây nè. Quá trời quá đất rồi. Bây giờ hết thồ nổi rồi cả nhà. Giờ thôi bây giờ con với bà đi về nhà bà nha. Dạ, ok. Bây giờ bác sẽ đưa bà về nhà. Bác vừa đưa bà về tới nhà của bà rồi cả nhà mình. Đây là ngôi nhà của con của bà. Nhà của bà thì nằm trong một ngôi làng nhỏ của người đồng bào họ sinh sống ở cả nhà mình. Bà ơi, con cái của bà có ở nhà không? Đi làm hết rồi. Đi làm hết rồi hả? Chiều mới về hả? Vậy là cái nhà đóng cửa vậy hả? Dạ. Ngôi nhà này là của con bà đúng không? Của con. Dạ. Là tự mình xây dựng lên hay sao? Tự mình xây lên. Dạ. Thấy cũng được, có ngôi nhà che nắng che mưa cũng được cả nhà mình. Nói chung cũng sạch sẽ hả bà ha? Rồi bà ngủ ở đâu? Ngủ đây nè. Trời ơi, bà nói bà ngủ ở đây cả nhà. Ừ. Bà ngủ chứ cái giường này hả? Ừ. Trời đất ơi, cái nhà mình cảm nghĩ như thế nào? Con thấy ngôi nhà bà cũng dài mà, có nhiều phòng không? Sao bà không vô đó nằm? Muốn nằm ở ngoài. Bà thì bà có cái nỗi khổ riêng ở cả nhà mình. Không biết nói sao luôn. Bà ăn cơm đi. Bà ăn cơm đi. Chưa đói. Bà chưa đói hả? Ừ. Chiều ăn luôn. Nóng, trời nóng quá ăn nữa. Trời ơi thương quá. Nếu mà hồi nãy bắp mà không đưa bà về, trên xe máy đi về tới nhà thì bà đi chẳng phải tới chiều mà tới chỗ. Tới 5 giờ. Tại vì mười mấy cây số rất là xa. Ừ. Đi bộ nó lâu lắm. Sẽ xa. Dạ. Về đi lượm giờ đi nghỉ cũng phải 5 giờ tới. Dạ. Hôm nay con sẽ giúp đỡ bà một phần nha. Dạ. Đây là những món quà tình thương. Cảm ơn con. Của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân ở phương xa để gửi tặng cho những người già. Cảm ơn. Dạ. Những người bệnh tật khó khăn. Hôm nay con sẽ đại diện và thay mặt cô chú
để trao tặng những món quà này đến tay của bà nha. Dạ, bà nhận món quà này cho cô chú anh chị mà Thường Quân vui nha. Dạ, con cảm ơn bà. Rồi con gửi cho bà là 10 kg gạo. 10 kg gạo, một thùng mì tôm. Bà nói bà rất thích ăn mì tôm. Dạ. Đây, con có mua cho bà bột ngọt nè. Rồi. 1 kg đường cát. Bà để đó đi bà, để đó đi, khỏi nặng. Rồi, một chai xà bông rửa chén. Một chai nước mắm. Một chai nước tương xì dầu á bà. Một chai dầu ăn. Một lốc chao. Một lốc chao 10 hộp á cả nhà. Người già họ rất thích ăn chao. Hai hộp bánh. Hai bịch cờ no niêm canh. Bà biết cái này đúng không? Dạ. Một bịch xà bông giặt đồ. Dạ. Năm dây xà bông gội đầu. À, này bịch muối nữa nè. Hai chai dầu nóng để bà bóp tay bóp chân nha. Dạ. Rồi, hai chai dầu xanh, dầu gió để bà đau bụng hay là nhức đầu gì đó bôi được nha. Dạ. Cảm ơn ạ. Rồi. Hôm nay bà nhận những món quà này trong lòng bà cảm thấy vui không? Vui chứ. Dạ. Cảm ơn. Dạ, tại vì bắp nhà của người ta bắp không có dám vô mà chia sẻ chỗ này chỗ kia đâu, cả nhà mình thông cảm cho bắp nha. Dạ. Dạ con cảm ơn bà cứ nhận món quà này rồi bà để dành bà ăn nha. Dạ. Trời ơi, thương nhịn đói từ hồi sáng tới giờ mà bây giờ ăn cơm kêu không ăn. Là trong người bà mệt quá không muốn ăn đúng không bà? Bà phải ráng ăn chút xíu chứ ăn gì mà sao mà sao sống được lâu. Chết sớm mai. Chết sớm mừng. Dạ. Ờ, khổ quá. Dạ. Khổ con cái rồi. Chết mừng mừng chết rồi. Trời ơi. Cả nhà mình thấy cái giường mà nằm là cả nhà cũng đủ hiểu rồi. Tại sao cái nhà to vậy mà không có cho vô phòng ngủ mà nằm cái giường, cái nhà cũng biểu biết. Tại vì bắp không có mới nói nhiều tại vì hàng xóm xung quanh nữa cả nhà mình. Nó nhiều xảy ra nhiều vấn đề lắm. Và hôm nay con sẽ xin cô chú anh chị mình Thường Quân trích ra một ít tiền để gửi tặng cho bà. Rồi bà để dành đó, bà thuốc thang. Rồi bà đi nhặt ve chai thì bà phải đi trên đường cẩn thận vô nha các bà nha. Tại vì xe cộ chạy lung tung hết là rất là đông. Tối số là mình đâu có biết được. Dạ. Rồi buổi sáng bà kiếm, bà ra bà mua một cái gì đó, bánh mì hoặc là xôi gì đó, bà ăn bà lốt dạ, rồi bà đi làm. Chứ nhịn đói vậy là sức khỏe bà đi xuống á. Nha bà nha. Dạ. Bây giờ con sẽ đọc tên cô chú anh chị Mạch Thường Quân để bà biết cái tên đó, những người đó giúp đỡ cho bà nha. Dạ, con cảm ơn bà. Cô Tuyết ở Bình Thạnh. Cô Hai ở quận 4. Cô Thuận ở quận 2. Cô Thư ở quận 9. Chị Loan ở quận 5. Cô Tân Hứa ở Mỹ. Chị Trang ở Bình Tân. Cô Giàu ở Cali. Cô Úc Kiều ở Cần Thơ. Chị Thủy ở Thủ Đức. Chị Ánh Tuyết ở Đài Loan. Cô Dương Mỹ Châu ở thành phố Hồ Chí Minh. Bác giấu tên ở Vĩnh Phúc. Bác Minh Mẫn ở Mỹ. Anh Chiến ở Quảng Nam. Cô Hồng ở Úc.
chị Nga ở Bình Thạnh, cô Thủy ở Vũng Tàu, cô Hiền Đinh ở Cali, chị Đinh Ngôi Khô Quỷ, à đọc lộn tên rồi cả nhà, chị Đinh Ngôi Khôi Vĩ ở Hải Phòng, cô Hồng Nguyễn ở Mỹ. Là các mạnh thường quân này con xin chích ra mỗi người 200.000, thêm cái chị Hương ở Đài Loan á, thì quỹ của chị còn 100.000 là bắp giải ngân 100.000 luôn. Với lại cô Trang Nguyễn ở Mỹ á, là cô dặn bắp á, là cho mỗi hoàn cảnh 500.000. Video này thì hoàn cảnh này bắp xin cô Trang Nguyễn ở Mỹ chích ra cho bà là 500.000 nữa. Thì tổng số tiền của Mạnh Thường Quân trao tặng cho bà là 4.800.000. 4.800.000 mà con mua hết những cái vật dụng này là 901.000. Nhưng mà con lấy con trừ 900.000 thôi. Con lấy 4.800.000 trừ cho 900.000. Số tiền còn lại sẽ là 3.900.000. Bây giờ con gửi cho bà tiền mặt là số tiền là 3.900.000. Bây giờ bà cất. Bà đừng có cho ai biết nha bà nha. Bà để dành mua thuốc thang là mua thức ăn mình ăn nha. Nha bà nha, mình phòng thân mình. Dạ, bây giờ con trao tiền của Mạnh Thường Quân cho bà nha. Tại vì bắt không có tiền lẻ nữa, hôm nay không có tiền lẻ nữa nha mình. Đổ tiền khó lắm, cho nên em chạy vô hàng mới có. Đây con gửi cho bà nè. Bà biết tờ này bao nhiêu không? 500. Ừ? 500. 500 đúng không? Dạ, bà biết đành tiền đúng không? Dạ. 500. 1 triệu. 1.500.000. 1.500.000. 2 triệu. 2 triệu. 2 triệu. 2.500.000. 3 triệu. 3 triệu. 3.500.000. 3.700.000. 3.900.000. Rồi số tiền đủ số tiền rồi nha bà nha. 3.900.000. Thì những món quà này thì tình thương của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân gửi cho bà. Bà có đôi lời cảm ơn gì gửi tặng đến cô chú không? Tôi cảm ơn các chú thì tôi cũng có gì hơn, không biết gì nói. Gặp con này con cũng gặp giúp đỡ cho tôi thì tôi cũng cảm ơn rất nhiều. Không có cái gì hơn nói nhiều, không biết nói nhiều nữa. Dạ, tại vì họ là người đồng bào, họ rất ít hiểu về tiếng Kinh của mình ở cả nhà mình. Cả nhà mình thông cảm cho bà nha. Con cảm ơn bà nha. Cô chú cũng chúc cho bà thật là nhiều sức khỏe. Bà đi nhặt ve chai thì bà đi đứng nhớ cẩn thận. Tại đường xe cộ rất là nhiều, nguy hiểm lắm nha bà nha. Dạ, con cũng chúc bà cho thật là nhiều sức khỏe nha. Dạ, cố gắng sống. Mình sống vì bản thân của mình nha bà nha. Bà đừng có nghĩ tầm bậy tầm bạ nữa nha. Dạ. Biết đâu hay được. Dạ. Cảm ơn con. Dạ. Thôi bây giờ thì con cũng xin phép bà về luôn. Con dừng cái không gian để cho bà nghỉ ngơi nữa, bà ăn uống nữa. Bà nè, bà xíu thôi, con có một hộp cơm nè. Bà xíu, bà ráng ăn cơm miếng rồi bà ngủ nha. Dạ. Cho nó khỏe ra xíu. Nha bà nha. Dạ. Khi nào mà có dịp mà có duyên với bà nữa thì con sẽ thăm bà nữa. Nha, con cảm ơn bà. Dạ, con chúc bà sức khỏe, con giờ với bà nha. Dạ, bye bye bà. Dạ. Giờ mình ăn nha. Dạ. 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 Một lần nữa thì bác xin khoanh tay cúi đầu cảm ơn tất cả quý bà cô chú anh chị Mạnh Thường Quân đã dang rộng vòng tay mở lòng nhân ái giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, những người già neo đơn. Con không biết nói gì hơn, xin cầu chúc cho cô chú và gia đình thật là nhiều sức khỏe và vạn sự bình an nha. Và cũng không quên cảm ơn tất cả quý khán giả trong suốt thời gian qua đã luôn đồng hành và theo dõi cái tập video của Bắp nha. Cả nhà đừng quên bấm cho Bắp một like, một đăng ký, ủng hộ tinh thần cho Bắp nha cả nhà mình. Chúc cả nhà mình thật là nhiều sức khỏe. Xin chào tạm biệt và hẹn cô chú anh chị ở những tập video tiếp theo. Bye bye.